Ok, xin kính chào toàn thể các bác. Tiếp tục với một video xả kho thanh lý hộ chủ xưởng. Chủ xưởng bây giờ là không biết là ngồi trên đống lửa hay ngồi trên đống dạ gì hết rồi, nhưng mà anh em nghe tin là đang ngồi trên đống dạ hay đống rơm gì đấy. Anh em nào mà ghét mà cho một mồi lửa cái thôi đen thui luôn. Ok, hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác các mẫu vỏ thùng loa. Hiện tại đang có vỏ 30 thì phải tận gần 20 mã, nhưng quay thì ít một thôi, chứ có quay nhiều quá các bác loạn luôn, không phải chuyện đùa đâu. Với các mẫu này thì là nó sẽ là vỏ không thôi nhá, chưa có bao gồm cái gì đây đâu. Em chỉ có bán và thông báo là giá có như thế nào thôi. Đầu tiên là mẫu này là mẫu của ETC, là V12 phiên bản lưới đặc biệt. Con này có chiều ngang là vào 35, chiều sâu là 39 15, gọi là 40, và tổng thể chiều cao hết cỡ là được 63,5 gọi 64 đấy nhá. Tiếp theo là cái mẫu này là mẫu BM12. Đấy, cái này thì gọi là BM12 nhá. Thì con này nó có cái cỡ chiều sâu là vào 39, chiều ngang là vào 34,5 và chiều cao là vào 61,5. Đấy. Đến anh bạn này thì tên nó thể hiện ra đây rồi, em không đọc mã nhá. Con này là cũng là DM12 thôi. Đấy, có chiều sâu là vào 42, 41,5 và 42. Chiều ngang bề mặt mặt trước này là vào 37,5 và gần 38. Và tổng thể chiều cao là vào được 63,5 và 64. Đấy. Và anh bạn này là 6120. Hàng này thì giá hợp lý thôi. Tất cả đều giá hợp lý, bằng giá nhau hết. Con này có chiều sâu là vào 39. Chiều ngang bề mặt là vào 36 và chiều cao thì là vào 62. Đấy. 61,8 gọi là 62. Thì trên đây là các cái mẫu vỏ thùng loa full ram bát 30. Giá thì bao cho các bác là chắc là rẻ nhất nhỉ. Đấy, chắc là rẻ nhất. Bởi vì giá hiện tại bên em đang bán tại cửa hàng là 1.150.000 trên một đôi, bất cứ mã nào cũng cùng giá nhé. Bất cứ mã nào cũng cùng giá. Em xin phép là không gắn tên, không gắn logo thương hiệu và các cái, em chỉ để trưng bày đấy thôi. Đấy, cho các bác nào các bác thích về các bác tự chèn logo theo kiểu là ghép hình 3D vào thì chèn. Đấy. Ví dụ các bác có cái hình logo các bác chèn vào cái hình này đấy, thì là chèn. Em sẽ chụp ảnh lại cho các bác xem. Đấy nhá. Thì bây giờ em sẽ mở lưới ra. Con này là nó sử dụng hai cái lỗ thoát hơi đằng sau. Một lỗ thoát hơi trước quên, một lỗ thoát hơi trước. Đấy nhá. Tiếp theo là cái mẫu này này. Mẫu này thì lưới nó hơi chắc chắn tí. Con này là hai thoát hơi trước. Hai thoát hơi trước, họng kèn em để luôn kia nhá. Cái DMX này này thì là nó là cũng hai thoát hơi trước. Đấy, cũng hai thoát hơi trước, và cái mẫu số 120 này thì lại hai thoát hơi sau. Có đúng một mã là hai thoát hơi sau rồi. Với các cái mã ví dụ hai thoát hơi đằng sau hay một thoát hơi đằng sau ấy, thì là nó sẽ dùng trong gia đình. Các bác kê và đặt sát tường với khoảng cách là tầm 10 đến 15 cm thì nó sẽ tạo ra một nhịp cộng hưởng với không gian diện tích trong phòng của các bác. Nó sẽ cộng từ 3 đến 15 dB. Từ 3 đến 15 dB tùy vào từng phòng nhé. Còn để ra ngoài trời thì nó hơi kém tí. Đấy. Các cái mẫu mà nó thoát hơi mặt này thì các bác để đâu cũng được, đánh full ram, đánh ngoài trời thì cũng khá là ok. Và trường âm của các cái dòng loa 30 này nó không kén của bát, với một số các dòng khác thì nó kén. Và đáp tuyến của nó thường thường nó khoảng tầm từ 70 đến 80 Hz trở lên. Như các mẫu này thì thường thường của nó khoảng tầm từ hơn 50 trở lên, 50 đến 60 trở lên. Đáp tuyến gốc của nó là như thế. Ok, trên đây là video giới thiệu nhá. Giá đọc rồi, các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì alo trực tiếp với em. Có thương lượng giá cho anh em đại lý về lắp ráp thì hay là lấy số lượng lớn thì cứ alo cho em. Giá là bao cho các bác là rẻ nhất YouTube luôn. Nếu mà buôn thì không lại được, nhưng mà rẻ nhất YouTube thì chắc chắn là có. Còn anh em là lấy số lượng thì phải giá đại lý rồi, chứ bây giờ anh em lấy số lượng và vẫn giá như thế này thì ôi ô. Ok, xin chào toàn thể các bác nhé. Hẹn các bác trong clip lần sau.